chú và các anh chị. Các ông bà. À, con xin chào ông bà, cô chú và anh chị nha. Hôm nay ở trong kinh này nó cá phi nhiều quá à. Nhưng mà con vô hổm gài con không có bắt được con nào hết trơn á. Con mua lưới cá sặc thì dân nó không có dính. Bữa nay con mua lưới ba màng. Đây, con mới mua được lưới ba màng vô để con dắt con gái của con với đứa bạn của nó. Thì vô trong đây mình bắt cá thử bữa nay coi có không nghe cả nhà. Giờ mình sẽ đi vô trong này mình dân. Ở trong này nè, cá phi nó nổi nhiều lắm nè cả nhà. Ở trong này. Ở trong cung kinh nhỏ này nè. Rồi, dân lên cái cá. Nổi ở trong này nó nổi về về luôn cả nhà. Con phải chạy 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 dắt chạy vô đây cái đã. Ngồi đây ghét luôn. Dịch bên đó nha. Đưa đưa lướt chút. Nhìn những lướt bên đó sao làm được. Gió bay qua lộn nón ra đất đi. Đây mình có mua tay lưới 20 mét, lưới ba màng mà 60 ngàn. Đúng đó nghe. Cũng đúng ở đây. Cá phi ở trong này á nó nổi đầu lên kìa, kìa nổi kìa, có về luôn vậy. Chắc quá trời luôn, mở không được luôn nữa, chắc dữ vậy à. Cái chủ bán lưới á cuộc chắc quá à, các bạn ơi. Ổng cuộc cái cổ chó hay là cổ mèo gì mà nó chắc kinh khủng luôn vậy đó. Rồi ra. Trời ơi ổng cuộc hai ba nụt luôn rồi các bạn. Trời. Không vô trong cái này luôn đang thôi làm đó. Rồi đây. Để heo đâu? Chú đưa qua con cầm nghe không? Thử coi. Đó không trời. Này gấu nha. Trời ơi, dính cái bị này nữa, cái bị này. Đó không heo. Không tới hả? Tới không? Lại đây coi, nè nè, lại đây con. Lại đây nè. Ôi ơi. Không có cộng cây lên luôn. Ừ, dỡ lên. Dỡ lên. Trời ơi, rồi. Con đi nha. Con đi đó. Con lặn xuống con cầm. Rồi đôi chút. Mới có à, không à, quá trời luôn, trong kia vườn tràm quá trời vườn tràm luôn, nắng quá không lên nón đội rồi, nắng lên nón đội lên, con có hổm đi vô trong này, nó nổi,
cá phi nó nổi quá trời luôn, con giăng lưới cá sặc thì nó không có dính. Hôm nay con mua lưới 3 màng. Mà không biết bữa nay nó có dính không 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 biết nữa. Nè, con giăng rồi rồi. Chút nữa con chở lên thử coi. Có cái tổ nè. Nhầm ổ ong. Ôi con ong kìa. Ôi 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 ôi. Chút nữa nó chết chết luôn nữa rồi. Tổ ong bà ghê quá. Mẹ mọi người. Có chim gì ạ? Phải ổ chim luôn chứ. Hả? Phải ổ chim luôn. Ổ chim. Có trứng hay không? Có trứng rồi nè. Ủa con coi chứ. Thấy không? Quay. Nè có trứng nè, trứng nè. Ừ. Hai quả trứng trong á. Đâu mà để chạy lấy cái trứng. Con dịnh này coi. Dịnh nghe chim nhẹ nhẹ nè. Ôi dạ. Nè. Ồ. Con chín, chín dễ thương quá à. Lấy không? Thôi cho lấy làm vậy cho ai để cho củ cho mẹ. Để cho nó đúng không? Dạ, nó muốn nó lớn lên mà. Để cái cha dòm quá. Ôi, 4 trứng. Nè, nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nè, nó giật ra nè. Ồ mà tối quá trong đó không thấy đâu kìa đó. Thôi. Tới chút coi. Đi tới chút coi. Ăn đâu có nhà người ta. Kìa cá phi nó lội bầy bầy luôn kìa. Trời luôn. Ồ, thôi đi chở ga mình coi lưới mình coi có dính không. Ra coi coi dở lưới coi. Có dính con nào không? Sao kỳ quá, thấy hiu quá trời luôn nha. Tốn mấy chục ngàn nữa mà không ra đám ôn gì hết trơn. Giờ để cha quanh kia cho dở nó coi. Không dính các bạn ơi. Heo là cầm này con. Cầm đầu lưới đó ra coi. Gỡ gá. Không dính cá mà dính gá. Thấy không? Nó không dính cá mà nó dính gác. Ôi. Nè con cá này đâm đầy. Rồi chỉ ra. Vậy đi, chỉ đại ra đi, dính gì được rồi. Không có cọc cá. Đúng rồi. Để dính cá nè. Chưa. Dính rồi đó. Chưa. Con rồi. Con một phải không? Đó. Con một. Thank you.
không? Dở làm gì nghe. Khóc rồi. Khóc đen quá nè. Có chiếc gì cái cây luôn nè. Trời ơi. Chết rồi. Dữ vậy? Rồi dính chắc quá rồi. Quá trời dính luôn bạn á. Quá, giờ mình không biết làm sao luôn. Con tập đó nha. Ôi ôi ôi. Nó bọc đi, lấy xe nó bọc đi.
cho dễ đi. Mùi tăng quá. Gì? Mùi tăng quá cha. Lên cá. Cá to quá. Cá này dính gì nù nù luôn, hết cái đường gỡ luôn trời. Sao gỡ được đây? Chính gì mà không biết đường gỡ con cá này luôn á. Dính một bùi nồi luôn rồi. Kiếm cách, kiếm cách rồi. Ở đây cái lỗ này đúng không? Giờ nhấc trở ra. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói vậy thôi. Rồi mọi người. Dạ ba mình sẽ gỡ lưới nha mọi người. Dạ ba. Bốn luôn. Bốn. Ở đây dính được nhiều. Ăn chưa? Rồi, sao gỡ được? Chùm nó luôn, hồi là hết gỡ luôn á. Nè con qua đây. Con qua đây con dính này nha. Con buông này đi. Con dính dính này, dính mấy cái tay chú nè. Đúng rồi. Con qua dính mấy này nè. Gỡ nó mới được. Để
nó vô đó nó còn gấu thêm nữa. Lấy cái bọc. Bắt đầu gửi lưới nè mọi người. Đó. Bỏ cá vô thôi. Đừng con nữa nè mọi người. Còn thứ tư rồi. Bên đây nhiều hơn chỗ kia chứ. Cá phi. Chỗ này dễ dăng hơn hồi nãy nữa. Kia mày dính mấy cái củi hoài à. Đó. Củi hay gỗ. Con này bự nè. Còn con dưới thì bự quá. Con này sao con gỡ không được. Này dính chặt lắm rồi. Nó bự quá gỡ ngược. Nó đi chơi. Gỡ kêu kia không được. Đó. Gỡ kêu này. Đó. Ok. Rồi đưa này chú. Cắt đi heo. Trời ơi con. Ờ. Cái gì mà dính cỏ vậy ta? Ôi. Kỳ vậy. Dính vô cỏ rồi. Rồi không con chóc rồi. Dính vào đầu. Tiếp này. Thu hoạch cũng được nhiều. Nãy tôi thấy cái cục bị lông lông, giống như sang không. Ừ. Chắc là bụi dính, hoặc là mấy cái gác nữa. Quái. Được 7 con này nè mọi người. Hôm nay thu hoạch được nhiều rồi. Hơn cái nhà. Nướng ở đây luôn. Nướng đi cho vui. Hả? Nướng đi cha. Nướng đi chạy qua bên kia. Dạ tụi con chỉ đi như thế chứ. Nó bây giờ đốt lửa xong rồi đó, lấy cá xuống nướng. Lấy cây xỏ vô. Mấy cái cây để cho heo người ta đang lụi cá cá kiên nhẫn lắm. Lụi cá mình nướng ăn các bạn ơi. Mình sẽ lụi cho heo lụi cá nướng ăn nha mọi người. Còn mấy con nói gì heo? Một con nữa thôi. Ồ. Đúng chưa? Dạ cần một cây nữa. Cây nữa đúng không? Không này chưa. Cha, chắc có con bị dơ, chứ nó mình rửa lại không cha? Rửa. Thôi, bây giờ mình nướng cá luôn các bạn ơi. Đó. Khé hết trơn rồi. Con ăn chưa? Ê, heo, để đây nè heo. Trời, cái con nó bị cong, đuôi nó cong quá cha. Bỏ vô, khác vô, thịt trơn. Sáng tới giờ được mấy con vậy nè các bạn ơi. Rồi. Rồi ôi cái con thứ hai bị khét quá. Hấp dẫn không? Đi ra còn gì con đói quá trời.
cá ăn luôn anh về. Dạ. Đi từ sáng tới giờ được mấy con thôi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được 7 okay. con rồi. Chưa? Chín chưa? Trong này để con đậu để chỗ nào có lửa. Rồi, mình nướng cho tụi nhỏ nó ăn ở ngoài đồng luôn. Ăn xong rồi tụi mình đi về. Ôi ôi khét luôn rồi. Khét quá không biết có ăn được hay không nữa. Rồi để nằm đây đi cho nó nguội nguội chút rồi ăn. Đó chín rồi nè cả nhà ơi. Gì chín rồi. Nướng chui mà. Chín rồi, để xuống. Đúng rồi, lấy đồ lấy cái cây cạo cạo cho đi heo. Rồi giờ chín hết các bạn ơi, mình đem vô nha. Đem vô. Nè, tuốt ra. Chín hết rồi, không phức à. Thôi, con nào ăn con nào cạo con đấy đi. Rồi, ngon lành. Hốt. Rồi đem lên trên kia. Bây giờ chín rồi nghe cả nhà. Mình nãy giờ mình chăn lưới chín rồi nè. Mình nướng ăn luôn. Mà cái nhà cũng ăn mấy to. Mời cả nhà mình nha. Ồ. Không có ra đi, không có đem. Muối muối ớt ha. Lần đầu tiên. Ngọt ngon quá. Ngọt. Ừ. Sáng giờ lội văng vòng vòng chính tôi mấy con nhà ơi cấp huy không à. Ừ. Ăn cái thịt đó. Được không? Có muối chấm ha. Chấm là dở quá. Cẩn thận nha, xuống nha. Xong rồi. Xong rồi mình đi về. Ngủ một giấc. Nằm có đi nữa mình phải đem theo. Muối nào. Ngon. Rồi ăn hết con rồi đó. Chào cây. Nó cũng ngọt ha. Hả? Ngọt chứ mà nó. Hả? Dạ, ngọt chứ. Ngọt mà nó mềm xèo à. Đúng không? Ngon. Nhưng mà nó xong cũng ngon nữa.
cũng được, không có gì chấm hết trơn. Không ngon không? Cái đó cái ruột bỏ con ăn, cá phi ăn chỉ được trên lưng nó thôi, trên lưng này, dưới này sột 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 cái cây nãy nó bể cái ruột rồi, dơ lắm nó. Bể mệt à. Hết chưa? Còn hai con. Đấy. Vậy hả? Hả? Con đứa nó nghỉ ăn rồi. Heo nữa không? Dạ hai cho ăn chứ. Con cá này còn bộ xương không à? Ơi xong rồi, bây giờ chắc chưa rồi, bây giờ chắc mình cũng phải tranh thủ mình đi về. Chứ đi giờ về hồi 9 giờ tới giờ chăng lưới vòng vòng chơi chơi vui mà cũng được mấy con, rồi nướng ngoài này luôn cho ăn trải nghiệm ở ngoài này luôn, ăn đắng đắng cá phi thật sự là nướng ăn không ngon cả nhà ơi. Ngon không? Đắng là tại cái mặt con cá nó bể thôi, đúng không? Đắng thật thôi, đắng thật thôi, đâu có ăn cái chứ cái cục nó chạy cục bây giờ. Giờ về ngủ được rồi đó.
thấy cá phi quá trời luôn mà mua tay lưới đi giăng thử. Hôm gà giăng cá sặc, ngày qua đi câu nhưng mà nó cũng không dính gì hết trơn. Bữa nay đem lưới vô giăng, thấy cái giăng lần đầu cũng không dính gì hết trơn, chứ sao đem ra mé ngoài giăng dính được ba con mà nó dính luôn cây tùm lum hết trơn luôn. Thì bây giờ cũng trưa rồi cô ông bà cô chú và anh chị ơi, giờ thôi mình cũng kết thúc video nha, để mình đi về. Chúc cô chú và ông bà nhiều sức khỏe nha, và anh chị. Giờ trưa bây giờ rồi, thôi mình cũng đi trải nghiệm, mà sáng giờ chơi cho nó vui cho mấy đứa nó, rồi giờ thôi mình cũng đi về. Giờ mình hẹn gặp lại cô chú và anh chị những clip sau nha. Bye bye, chào tạm biệt cô chú và anh chị. Rồi về thôi.